Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Status vừa đăng xong và vội xóa ngay của Carrick. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Carrick đã đăng tải dòng trạng thái vô cùng khó hiểu, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hoang mang. Cụ thể, Carrick đăng tải Just keep it real, tạm dịch, chỉ cần thật lòng, cười lên dù không thể lấy nhau, cả hai cùng rơi xuống đáy sâu, tương lai chẳng thấy đâu, vẫn vui như ngày đầu. Dưới phần bình luận, Carrick chưa có giải thích gì thêm về dòng trạng thái này, song có thể hiểu, Carrick đang nói chuyện tình cảm, về sự chân thành giữa hai người. Dù có gặp phải khó khăn, nhưng chỉ cần chân thành, hướng về nhau, dù sau này có thể không bên cạnh nhau nhưng vẫn vui vẻ, vẹn nguyên như ngày đầu. Người hâm mộ cũng gửi đến Carrick những icon bộc lộ cảm xúc và bày tỏ sự khó hiểu với status này. Tuy nhiên, sau khi đăng tải được gần 30 phút, Carrick đã xóa đi dòng trạng thái này. Hiện tại, trong các hội nhóm FC của Carrick vẫn đang xôn xao về những chia sẻ của nam rapper. Trước đó, Carrick cũng từng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng, hoang mang với những dòng trạng thái như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại bình luận và đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất và hấp dẫn tại Bắp Channel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!